Hello, xin chào mọi người lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam nha. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người một ít gà nòi miền Tây mới về hôm cuối tuần. Giờ vẫn còn ế mọi người. Hôm nay mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người nha. Bầy này đẹp phết nha mọi người. Đây nha mọi người ơi, gà nòi miền Tây. Hôm nay thì gà còn rất nhiều. Không hiểu sao hôm nay là ngày chủ nhật mà gà còn rất nhiều mọi người. Không hiểu ở chỗ mọi người thì tình hình buôn bán gà nó làm sao rồi nha mọi người. Đây thì gà còn nhiều. Bên này thì gà cựa để dành cho khách này mọi người. Đấy, khách chặn để đi giao cho khách, mình để dành riêng rồi, cựa rồi. Cái này thì thả vào chuồng. Đây thì mình quay mình chia sẻ đến cho mọi người nha. Đấy, gà đẹp phết nhỉ, màu cờ đầy đủ luôn mọi người. Nhìn màu cờ dễ chết lắm nhỉ. Về là nó dễ bị tái màu không mọi người, gà này nè. Không biết mọi người quay video nó có bị rực không, mình quay ở chế độ là cái gì, HD 160 HD gì đó, 40F nên là nhìn nó có vẻ đẹp hơn đúng không mọi người. Mình quay ở cái chế độ này nhìn gà nó có vẻ đẹp hơn, mình di chuyển nó không có chế độ rung gì đó. Nó mượt hơn mọi người, di chuyển nó mượt hơn. Quay này quay kỹ, quay kỹ nhìn cho mọi người nhìn nó rõ. Nhiều khi mà nhiều người buôn bán gà gửi sang những cái giống gà Bình Định nào mọi người. Đấy, giống Bình Định này. Đấy, nhiều người ta gửi sang nhìn nó không có kỹ mọi người. Ủa, má cái gà này sao chân nó đỏ thế ta, sợ lắm, mình sợ mấy cái loại gà chân này nó đỏ lắm, thịt nó khiếp lắm mọi người. Đấy, cái con này nó mà ngắt nghéo thì thịt nó há mồm ra. Quay chia sẻ cho mọi người mấy loại nhá, tình hình gà Bình Định, gà tre đồ hôm nay như thế nào. Gà này thì ế, Bình Định cũng ế luôn, tí mình quay cho mọi người xem kỹ luôn nhá. Đây thì cũng chưa được già lắm đâu, chưa được già lắm, tạm ổn không mọi người nhá, tạm ổn khá là ok mọi người. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi sang cái gà mà mình để dành cho khách, mà cái này hình như nó ăn cám ca hiêu sao mọi người, ăn cám ca hiêu. Đúng rồi, nên là cái thịt của nó, chân nó vàng rồi, chuẩn luôn. Mình bán rất nhiều cái loại gà mà cám ca hiêu chuẩn. Giờ mình sẽ sang cái gà mà mình để dành cho khách xe mái không, còn xe mái không. Gà bắt lựa cho khách từ sáng rồi, sáng sớm. Còn gà kiểu chuẩn không, quay cái dàn chân cho mọi người coi nhá. Nhìn đã thấy chất chưa, chất nòi luôn, chất gà nòi luôn mọi người. Này về nó mà há mồm nó phọc mấy ngày này, để mấy ngày nó phọc là há mồm luôn đó mọi người ạ. Sợ lắm mọi người ạ. Nhìn gà thì rất đẹp nhé, cái này về đất rẫy đồ thả thì ok mọi người, nó phê. Còn ở trên thành phố mà nhốt trong chuồng á thì là thua, 2-3 ngày là nó phọc. Là mình sẽ sang gà Bình Điện quay cho mọi người xem là Bình Điện nó như thế nào. Đây Bình Điện ấy đây. Má hôm nhờ làm gì ơi, ui nhảy ghê đấy em ơi. Được, mày về với tao. Gà Bình Định à, sợ lắm. Bữa này có Bình Định chân đen, bữa này này có Bình Định chân đen này mọi người. Trống đẹp chưa, có cửa nhá, Bình Định chân đen này. Trống thì nó không có chân đen nha mọi người, F2 trọi. Đây quay chân đen cho mọi người xem, cửa thắng này. Quay nó không rõ, quay đúng chiều thì quay nó rõ. Đấy mọi người thấy chân đen chưa? Đấy, Bình Định chân đen. Đấy, chân đen nha. Đấy, thấy không? Quay hướng này nó đẹp, nó có nắng, nhiều nó đẹp mọi người. Có nắng quay nó đẹp ghê vậy. Đây con mái nhá, mái. Đây trống đây. Đấy, trống ghế nồi luôn. Đây, trống này. Qua trời nó mắt. Trống này còn non. Non hơn những cái bầy mà mình quay lần trước cho mọi người coi. Trống này còn non nha mọi người ơi. Trời, trời ơi, kinh các bố. Bắt tham cố vào. Củng cố đội hình. Trống bị đi. Còn non. Chia sẻ đến cho mọi người. Giống này thì nó còn hơi non một xíu nha mọi người. Hôm nay thì mình cũng
qua đi buổi trưa mà nó còn nhiều, sáng thì mình đi một lần rồi, bây giờ mình đi buổi trưa đấy. Ha cả trưa thì quay nó đẹp hơn, có nắng rồi quay thì nó đẹp hơn rất nhiều. Cái này còn non nhé mọi người, còn non ọc hết rồi đấy, nguy hiểm lắm, nguy hiểm mọi người, gà ọc này nguy hiểm nhé. Rồi xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Khi nào có bầy nào đẹp thì mình sẽ quay chia sẻ đến cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người.